Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Hiện tại thì kích thước của mình đã tăng trưởng khá là nhiều rồi nè. Ngoại hình thì đã có thêm phần gai ở trên lưng, cũng như là phần sừng cũng mọc dài hơn. Trong tương lai á, kích thước của mình còn tăng trưởng nhiều nữa, thế nên là cái ngôi nhà tạm bợ này chắc sẽ không còn vừa để mình có thể sinh sống nữa. Khá là đáng lo ngại đây. Và vốn dĩ mình là một chú rồng hang động, thế nên là thôi thì bây giờ mình sẽ dần dần làm ra những cái hang động rồng để sắp tới mình có thể chui vào đó để sinh sống. Ngôi nhà này thì mình vẫn giữ nguyên thôi, lâu lâu thì mình vẫn sẽ ghé qua để thăm lại nó. Hoặc là mình có thể biến nó thành một cái nhà kho thì cũng ok đấy. Ê, được quá ta. Nhưng mà để thực hiện được cái kế hoạch đó thì mình sẽ cần có một cây cúp nó tốt hơn. Cây cúp của mình thì hiện tại chỉ có hiệu suất 3 thôi, chưa có chầm hỏng, nên là chắc cái việc đào bới nhiều để làm cái hang động sẽ khá là khó đây. Thế nên là hôm nay thì chắc mình sẽ bắt đầu dùng số kinh nghiệm mà mình tích góp từ bữa tới giờ để cường hóa mấy cái dụng cụ của mình lên cho nó tốt hơn mới được. Đầu tiên thì mình sẽ làm một cái bàn cường hóa trước nè. Sau đó thì làm thêm một ít cái kệ sách nữa, cỡ 16 kệ. Rồi, giờ thì ra ngoài và set up cái chỗ cường hóa thôi. Chắc mình sẽ đặt nó ngay sau lưng ngôi nhà của mình luôn đi, cho tiện. Kệ sách thì mình sẽ đặt ở xung quanh. Để xem bây giờ coi đủ cấp chưa. Đây, cường hóa đủ 30 cấp độ rồi nè. Đặng tiện thì mình sẽ làm luôn cái cục đá mài. Một xíu kiểu gì thì mình cũng cần cái cục đá mài này cho xem. Rồi, chuẩn bị các thứ đồ đều đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì bắt tay vào việc cường hóa nào. Đầu tiên thì nó cho mình hiệu suất 3. Mình chưa ưng lắm nha. Thôi để mình tham lam xíu đi, cường hóa xem tí nữa nó có ra thêm dòng gì tốt tốt hay không. Lần này thì nó cho mình hiệu suất 4 và chậm hóng 3. Cái này thì tốt, chắc mình sẽ giữ lại. Rồi, cái cúp cũ của mình là hiệu suất 3 thì mình sẽ tách cường hóa nó ra để coi coi bây giờ nó sẽ cho mình dòng gì. Chắc bây giờ mình sẽ cần thêm mỗi gia tài thôi á. Có gia tài 1 nè. Ít vậy ta. Mình thì tham vọng hơi lớn nha. Chắc mình sẽ bỏ qua cái lượt này để kiếm gia tài 3 luôn đi, dùng cho nó tốt hẳn. Lần này thì nó cũng ra gia tài đó, nhưng mà chỉ là gia tài 2 thôi. Thôi lỡ cường hóa rồi chắc mình sẽ dùng luôn đi. Chứ mình cường hóa một tí nữa, kinh nghiệm mình xuống thấp thì cái thanh năng lượng rồng của mình nó cũng sẽ giảm theo, và sức mạnh của mình cũng sẽ giảm đấy. Mình thì không muốn như vậy tí nào. Thôi thì bữa nay mình cường hóa thì cũng được hai cái cúp mới tốt hơn nè, đều có chậm hỏng nha. Đấy là điều khá là tuyệt vời. Chắc bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào cái việc đó, chính là tìm kiếm một cái mặt bằng để mình làm hang động rồng cho mình luôn thôi. Gần đây coi có chỗ nào có cái vách núi không ta. Mình dự tính là sẽ làm trong một cái vách núi thì sẽ đẹp hơn ấy. Phía xa xa đằng kia có một cái vách núi cũng khá là ok kìa. Đã vậy phía trước còn có một cái hồ nhìn khá là đẹp, còn có ngôi làng của người lùn ở đây nữa chứ. Được quá ta. Mình nghĩ bên đó sẽ khá là thích hợp đây. Thôi được rồi, chắc mình sẽ chọn cái địa điểm bên này làm cái nơi xây dựng cái hang động rồng cho mình. Nhưng mà đầu tiên thì chắc mình cần phải lắp cái hồ nước bé bé này lại cái đó. Sau khi lắp xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đào tiết vô trong để tạo thành một cái hang nó đủ rộng. Nói cái hang cho ngoách thì thôi, chứ thật ra nó là một cái căn phòng ấy. Nhờ mới nâng cấp cái bộ neo rồng của mình lên á, nên là chỉ sau một đêm thôi thì mình đã đào được một cái hang khá là rộng để sau này mình có thể vào đây để làm cái nơi ở mới rồi. Nhưng mà hiện tại thì cái phần sàn này nhìn nó khá là không được tự nhiên cho lắm ấy, nên là chắc mình sẽ đào bỏ đi. Một tí nữa mình sẽ đi chặt gỗ rồi mình sẽ thay thế bằng một cái sàn gỗ, nhìn cho nó đẹp hơn ha. Trời đất ơi, mới đi ra khỏi hang thôi là đã bị ám sát rồi. Xung quanh đây thì mình thấy nó có rất là nhiều những cây gỗ vân sam luôn. Và loại gỗ này thì trông cũng khá là đẹp nữa, nên là chắc mình sẽ dùng nó làm cái phần sàn cho cái hang động của mình. Không quên trồng lại một ít cái mầm cây sau khi chặt nữa, để có gì mình còn có cây mà chặt tiếp. Trước khi là... Trời, trong đây thành cái động bàn tơ rồi. Chưa cắm đuốc nên là trong đây quái nó xuất hiện quá trời. Trước khi xây phần sàn thì để mình
làm trụ nha. Mình dự tính là ở bốn góc mình sẽ làm bốn cái trụ bằng gỗ. Nó sẽ trông như vậy. Rồi, có trụ rồi. Bây giờ thì mình có thể thoải mái xây phần sàn thôi. Ồ, sao sao tự nhiên mình có cái ý tưởng này ta? Hồi nãy mình đào chỗ này á được rất là nhiều đá andesite luôn á. Hay là mình sẽ thử dùng đá andesite mình ốp vào chính giữa ta. Đây, mình có quá trời nè, mình sẽ ghép nó lại. Đây, để mình gắn thử một góc coi coi có đẹp hay không ha. Ví dụ đẹp thì mình làm sàn luôn, còn không đẹp thì dỡ ra cũng không không sao. Ui, cái hoa văn này đẹp lắm nha. Mình thích cái phần sàn như vậy. Vậy là mình đã có được một phần sàn khá là đẹp luôn. Tuy nhiên thì phần tường thì nó đang bị tệp màu với phần sàn nè. À, chắc mình sẽ thay thế phần tường gấp ngay bây giờ thôi. Và tất nhiên rồi, mình sẽ không có dùng lại cái loại gỗ vân sam này đâu, vì mình đã dùng nó ở dưới phần sàn. Thế nên là phần tường này mình dự kiến là sẽ dùng cái loại gỗ phía đằng kia, ở cái cánh rừng mà ngôi nhà cũ của mình sinh sống ấy. Cái gỗ đó nhìn khá là giống gỗ sồi luôn ấy. Nếu đó là gỗ sồi thì tuyệt vời luôn. Ủa gì đấy, sao mình bị Ủa quýt. Ê ê Au, mình bị tên pháp sư gì đánh nè. Shiba. Tự nhiên khi không cũng bị quýnh cho chảy máu nữa. Ủa, mình chưa kịp nhìn tên của tên pháp sư đó nữa. Nhưng mà hắn đánh mạnh lắm. Hắn dùng một cái phép thuật linh hồn gì đó và đánh mình chảy máu quá trời. Tò mò thiệt. Và đây là À đây là gỗ Sika. Để coi cái ván của nó đẹp không. Gỗ nó nhìn nó cứ cam cam kiểu gì á. Nhưng mà trông nó cũng khá là sáng sủa. Ok, quyết định rồi. Chắc mình sẽ đốn vài cây để mình xây cái phần tường cho cái hang động của mình á. Sơ bộ thì cái phòng này mình thấy là nó hơi cao rồi đó nha. Nhìn cũng đẹp ấy nhưng mà kiểu nó kiểu nó cứ bị hẹp hẹp kiểu gì á. Nhưng mà nói chung là cũng ok. À mình biết rồi, ở đây còn thiếu đèn. Đúng đúng, một không gian chật như vậy không có đèn, mấy con nhện nó lại tổ chức party trong đây đó. Để mình về nhà mình làm vài cái đèn lồng mới được. Bây giờ thì mình còn thiếu cho cái hang động mình một cái cửa nữa thôi. Nên là mình sẽ làm liền vài cái cửa. Rồi chế tạo nó thành một cái cửa rồng nè. Từ cái cửa rồng này thì mình sẽ nâng cấp nó thành một cái loại cửa nó xịn hơn. Trông nó sẽ rất là kiên cố. Và đây sẽ là cái kiểu cửa như vậy. Mình sẽ làm hai cái luôn. Rồi. Giờ thì qua cái hang mới của mình và đặt xuống thôi. Giờ mình sẽ đặt tiếp trong này lận. Ý, mà khoan. Cái cửa này. Ui, coi đó sai sai rồi. Vậy là không được, không được. Tính già quá non rồi. Cái cửa này là 2x2 nhưng mà mình làm cái cổng 3x3 rồi, đặt nó sẽ bị tréo ngoe này. Trời ơi, tính già quá non rồi. Chắc cái cửa này mình sẽ ngụy trang ở phía trước hang đi. Như vậy. Lấy đất mình che lại. Thiệt luôn á, giết như ông cụ non gì đó trời. Tính toán vậy là chết luôn rồi. Rồi, ok. Tạm thời thì cái cửa hang của mình nó sẽ như vậy đi. Nó hơi phèn lúa một xíu nhưng mà từ từ thì mình sẽ tìm cách khắc phục nó lại. Bó tay chấm cơm mình thiệt. Mình phải cảnh báo mới được. Tại vì cái hang này là hang rồng mà. Phải cảnh báo một xíu ha. Rồi thêm cái biển ở đây cho chắc. Cắm vào. Đó. Cảnh báo các thứ là hơi bị đàng hoàng rồi đó nha. Có cửa rồi, giờ thì mình sẽ làm thêm cái chỗ để mình ngủ nữa đi. Cái chỗ ngủ thì mình có thể trang trí một cách nó đặc biệt hơn bằng những cái được gọi là những cái thảm đá quý. Đây, công thức của nó thì rất là rẻ, một cái bụi rồng elder với cả là một cái hạt vàng thôi. À, mình sẽ mang qua bên kia mình đặt xuống. Chắc mình sẽ đặt tiếp trong này đi. À, chỗ nào mình ở đây ngay trung tâm. Đó, ui trời ơi. Đấy. Khi mà mình leo lên mấy chỗ này là mình có thể ngủ liền nè. Và trong lúc ngủ á thì mình còn sẽ được hồi phục máu với cả là năng lượng rồng đã hao hụt nữa.
Cái này nó khá là tiện luôn. Và càng nhiều những cái vàng bạc châu báu này thì mình sẽ càng hồi phục nhanh hơn á. Nãy giờ thì cũng xào quần ở nhà với cái công việc là làm cái hang cho mình rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ dành một chút thời gian ra đi khám phá mới được. Dù sao thì... Khoan. Đây là ai đây? Ui, cưỡi ngựa đâu kìa, xịn vậy. Wow. Chiến binh giáp sắt. Ôi, mình đánh người ta, mình bị dính hiệu ứng gì á. Evil Raygun. Wow, mình đánh mấy người này mình sẽ bị dính hiệu ứng Evil Raygun nha. Mình sẽ đánh cái thanh niên này để cướp đoạt con ngựa rồi. Ôi, không được rồi. Có vẻ là mình không thành công trong việc cướp đoạt con ngựa được rồi. Ây, căng hay ta. Ui mà ghê thiệt. Giờ thì mình đã bị dính cái hiệu ứng quỷ rồng rồi cơ. Cấp độ 2 luôn nha. Quỷ rồng là sao ta? Là mình mạnh hơn hả? Đúng không? Hay là mình bị dính lời nguyền vậy? Sao cái này giống như một cái lời nguyền hơn ấy? Mình có search vài cái đường Google thì cái hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng ác long. Khi mà mình tiêu diệt dân làng nè, hoặc là tiêu diệt những cái tên kỵ sĩ rồng đằng kia giống như hồi nãy á, thì mình sẽ có được cái hiệu ứng này. Và khi mình dính hiệu ứng này á, thì mình sẽ rất là dễ bị những cái thợ săn rồng truy nã rồi kiểu như là bắt giữ ấy, rất là nguy hiểm luôn. Mà mình cấp độ 2 rồi đó, chắc là một xíu mình sẽ bị truy nã gắt gao đây. Nhưng mà thôi kệ, đố mấy anh bắt được em. Trời ơi, mình là rồng hư dữ á, đâu phải muốn bắt là bắt được đâu. Bạn bị kinh rồi. Và trước khi lên đường thì chắc mình sẽ nâng cấp cái ba lô của mình lên một tí cái đã. Hiện tại thì ba lô của mình nó chỉ là ba lô thường thôi. Nó có hai hàng chứa đồ hả? Mình thì tính nâng nó lên ba lô bằng vàng. Như vậy thì mình sẽ có thêm được một cái ô chứa đồ nữa. Ủa, một hàng chứa đồ nữa. Đây. Rồi, ít hôm nữa mình có thêm kim cương á. Rồi mình sẽ nâng nó lên cấp độ kim cương luôn. Mình sẽ chứa được nhiều đồ hơn nữa. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ lên đường luôn ha. À khoan, mình hết thức ăn rồi. Coi trong bếp còn cái đồ gì ăn được không. Không biết bánh mì có nấu lên được nữa không ta. Bánh mì là không nấu lên được rồi nè. À may quá, còn khoai tây. Ok, mình sẽ đem đi nướng khoai tây khét để mình mang theo trên đường đi mới được. Bữa nay mục tiêu của mình thì chắc là sẽ đi tìm thêm đồ để mình nâng cấp vũ khí. Ôi nhưng mà khoan, cái tên này sao giống cái tên hồi nãy quýnh mình chảy máu đầu vậy. Ây da, đánh xong chạy à. À, chiến thuật đánh xong chạy à, quen người ta. Cái phong cách chiến đấu thanh niên này giống mình nè. Này thì đánh xong chạy. Rồi, đây có cái rương. Rồi, mình sẽ loot trước cái rương đầu tiên trên chuyến đi này. À, có thêm táo vàng. Ok. À quên, hình như mình quên đem theo lọ thủy tinh thì phải. Nhiều khi mình đi khám phá mình gặp rồng á, mình bêm nó xong rồi mình có thể lấy máu rồng mang về chế tạo vũ khí cũng ngon lắm. Được. Sẵn tiện trước mặt mình có một ít cát nè. Mình lấy cát mình làm thủy tinh luôn. Đây, 15 lọ. Một xíu thì tha hồ mà múc máu rồng. Còn giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Ừ, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có phát hiện ra được những cái nhóc cừu, bò hay là gà gì hết. Mình cũng muốn chăn nuôi lắm á chứ, nhưng mà điều kiện không cho phép mình làm điều đó. Trước mặt mình đang là một khu vực gì á. Hồi nãy mình thấy có tên bay kìa. Hắn cầm kiếm mà bay được luôn. Ôi sao đỉnh vậy, hắn đâu có cánh đâu. Trong khi mình là một chú rồng mà không bay được. Cay thế nhờ. Mình không bay được, mình cũng sẽ kéo hắn không bay được giống mình luôn. Để mình ra qua bên đó mình quýnh hắn gớt này mới được. Nhìn thấy ghét quá à. Ôi, con này định bắn mình. Ui, nguy hiểm. Chưa qua tới bên kia nữa là mình bị mấy con xương này bắn. Muốn lụi bại ở bên đây luôn á. Ồ, còn có tanh máu gì nữa cả. Còn đất to. Ui, mấy tên này là Macaron. Oh man. Mình đánh cái tên ma cà rồng nó rơi ra trái tim này. Ê, tên cầm rìu. Đi chỗ khác chơi. À, vậy là mấy cái tên bay đó là mấy tên ma cà rồng nha. Bảo sao hắn bay vèo trên trời. Còn con này bắn cái gì nữa. Đi chỗ khác mà chơi.
Hiu Macaron nè. Đừng để hắn hút máu mình. Mình không để cho hắn hút máu của mình được. Rồi con tên này á, bị mắc kẹt ở đây rồi. Lượm hắn liền. Hắn có rơi ra cho mình cái cục gì á? Một cái orb up Ascension. Cái này có vẻ là dùng được hay sao á? À, hình như cái này nó có thể giúp mình bay lên. Ây da. Ôi, nhưng mà mình bay trúng cái màn nhện rồi. Ôi, no. Ê, mình biết bay rồi. Yuhu. Tới sổ người rồi. Ngày tàn của ngươi đã tới. Ngươi dám bay trước mặt ta hả? Lượm cục kẹo ngươi nè. Khoan. Cũng cẩn thận nha. Cái này bay có hiệu lực nhất định thôi, chứ không phải là bay vĩnh viễn đâu. Mình sẽ đập spawner để phòng trừ trường hợp bọn chúng xuất hiện nữa. Rồi sau đó bắt đầu lút rương thôi. Ồ, đồ cũng nhiều quá nè. Ê, macaron sao luôn. Ồ, trong đây nhiều quái quá. Đây là một cái khu vực nghĩa trang hay sao á? Mình thấy có rất là nhiều bia mộ với cả là lòng spawn nè. Wow. Còn có cái nhà bị rào lại nữa. Ê. Còn cái nhà này rào lại là đúng rồi đó. À, cái này có vàng với cả sắt nè. Ốp. À, phía dưới những cái ngôi mộ này còn có đồ cho mình nữa nha. Hành động này tuy không tốt đó, nhưng mà nó sẽ mang lại cho mình khá là nhiều những cái món đồ mới đây. Bên đây cũng vậy. Tranh thủ kiếm thêm mới được. À, có nước mắt gas nữa chứ. Tốt. Ôi, nó còn cho mình vật tổ trường sinh nữa này. Lăng mộ này giàu nha. Lại thêm cho thêm mình một cái orb khác. Cái orb lần này thì cái orb rơi hả ta? Là sao? À, có cái orb này thì mình sẽ không sợ té bị mất máu nữa, vì nó sẽ cho mình hiệu ứng rơi chậm. Kiểu như mình sẽ kết hợp hai cái orb này lại với nhau để mình có thể bay lên và đáp xuống một cách an toàn hơn ấy. Mặc dù trong này nó có con Reaper, nhưng mà mình muốn coi thử coi nó có dấu đồ gì trong này không. Có một cái rương nè. Rương trong này cho mình lưu ly với cả là một cái đồng hồ hả? À, một cái đồng hồ đeo tay. Được quá ta, để mình kiếm chỗ mình nhét cái đồng hồ này coi. À, không có chỗ nào nhét được hết. Nhưng mà nhìn nó có vẻ lạ nên là mình sẽ mang về đi, biết đâu sau này mình lại cần dùng đến nó. Giờ thì mình sẽ đi sâu vô bên trong cái này giống như là cái nhà thờ á. Ừ. Để mình sẽ đi sâu vô bên trong coi, coi nó cho mình thêm những cái gì không. Này, chưa gì là có zombie ra nghênh chiến với mình rồi nè. Ui, trời ơi, con Reaper nó nổ. Mèn đất ui. Reaper nổ bự thế. Thế mình vô trong thử coi. Có spawner luôn nè. Ê, con này bắn cái gì? Đi chỗ khác mà bắn. Ê, hai cái spawner lận. Đập luôn. Rồi. Đây là một cái nhà thờ và rương trong nhà thờ thì cũng bình thường thôi. Không biết là có dấu đồ ở đâu không nhờ. Có vẻ là không có dấu đồ ở đây rồi. Nhưng mà mình vẫn nghi là trên cái chuông của cái nhà thờ sẽ có đồ ấy. Để bà cô lên thử. Ui, cái tên này đánh... Au. Cái tên này đánh xong mình sẽ bị đẩy lùi. Wow, cái tên này khó chịu vậy. Hắn trưởng cái mình sẽ bị đẩy lùi và dính hiệu ứng bay lên ấy. Khó chịu thật. Hắn còn rơi ra cho mình cái đèn cày gì nữa nè. Hình như đây là cái vũ khí mà hắn bắn mình á. À, chính xác rồi. Ê, con này tính... À, bữa nay mình có vũ khí tấn công tầm xa rồi. Mình có thể không có cung, nhưng mà mình có cái này tấn công cũng ok. Rỉa máu đâu. Wow, cũng mạnh quá nè. Ê, Reaper. Mình bắn nó văng mất tiêu luôn rồi. Yo. Rồi, mình đã lên đỉnh rồi. À, và nó cho mình một cái chuông. Yeah, lấy chuông mang về. Có rương nữa. Ui, nhiều chuông thế. Một cuốn sách sửa chữa tiếp theo. Đồ ngon. À, một cái nón nữa. Mình đang mất cái nón. Hợp lý, đổi nón mới luôn.
Rồi dưới này nó còn có lòng spawn và hai con Reaper chờ sẵn. Ôi đừng có nổ, đừng có nổ. Đừng. Đừng mà. Ây ây. Thiệt luôn á. Thôi ít ra thì nó cũng cho mình một mớ đồ trong này nè, để mình lựa coi coi có đồ nào tốt tốt không. À có một thêm một cái vật tổ trường sinh cho mình. Tốt tốt. Còn có sách lòng trung thành đồ nữa nè. Răng ma cà rồng thì chắc mình cũng sẽ lấy về luôn, tại vì phải săn ma cà rồng mới có. Trái tim cũng vậy nè. Còn mấy cái dynamite này hình như là bơm mìn hay sao á. Ôi đúng rồi, cái này là mìn. Rời khỏi cái khu nhà thờ bất ổn đó thì mình đại tới một cái... Ồ, cái này nhìn như giống như một cái chuồng ngựa vậy ta. Ồ, hình như là chuồng ngựa. Ui, lại là chỗ của mấy cái thanh niên nông dân hung dữ nữa. À, bây giờ mình có thể tấn công tầm xa mà. Mình sẽ lấy cái cây, đèn cày tấn công tầm xa của mình. Ý, để mình bắn. Khó chịu liền. Mà dùng nhiều thì mình thấy ổn độ bền quá. Thôi mình để dành đi. Tình huống cấp bách mình hẳn dùng cái đó, tại vì nó đẩy lùi tốt lắm. Thêm một quyển sách mềm mại nữa nè. Vô quýnh giáp lá cà nào. Ừ nãy giờ mình quên dùng kỹ năng phun lửa nha. Đúng luôn. Hồi nãy giờ bị đập dữ quá, cái là bị quýu ấy, nên là không phun lửa. Nhưng mà bây giờ mà phun lửa thì lại giết nhầm. Úp bò cu dây. Mình thấy rồi, mình thấy cừu với bò rồi. Trời ơi, chưa bao giờ mà gặp cừu bò mà thích như vậy luôn á. Đi chỗ khác, bữa nay người ta đang vui vẻ nha. Ê, mình sẽ bắt chước một cặp bò đây, tại vì bò có thể cho mình sữa đồ các thứ, gia thuộc đồ nữa. Thịt bò ăn cũng hồi nhiều thanh thức ăn hơn. Sự nốt cái anh này đi. Rồi, bắt một cặp bò nào. Và mình biết lý do tại sao kiểu như bò sợ mình rồi, vì mình là rồng á, nên là bò nè gặp mình nhảy tán loạn hết trơn. Thôi tôi là rồng tốt chứ không phải là rồng hung dữ đâu, đừng sợ tôi mà, tôi là rồng tốt. Trời ơi, rõ ràng mình rất là thân thiện luôn vậy mà. Ê trời mưa hả? Oh no 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 no, trời mưa không về được rồi, chắc phải núp ở chuồng bò một thời gian thôi. Đợi tạnh mưa mình hẳn về. À, mình có thể làm cái giường để mình ngủ cho trời khỏi mưa cũng được á. Hy vọng là mình ngủ được. Dạ, yeah, ngủ được luôn. Ngủ giấc rồi sáng về, sáng thức dậy mình sẽ chạy về nhà liền để mình cất bò, rồi quay trở lại đây để bắt thêm cừu nữa. Đây đây, bò là nuôi trong cái căn phòng mới của mình luôn nhé. Hơi bị ưu tiên ấy. Rồi ở trong này đi, mình còn chạy qua kia bắt thêm cừu nữa. Anh đã trở lại rồi đây mấy nhóc cừu ơi. Đây đây đây, có một nhóc đi lạc nè. Đi đâu đi đâu. Bắt lại liền. Còn thanh niên này thích bắn không? Thích bắn không? Đi chỗ khác mà chơi. Bắn bắn thấy ghét. Đây mình sẽ bắt thêm một cừu nữa. Rồi đủ đủ KPI của mình rồi. Giờ thì mình có thể lên đường và đi khám phá tiếp thôi. Ôi sao mà nãy giờ đi mình không gặp con rồng nữa hết nhờ. Ồ mình thì đang muốn chiến đấu các thứ. Bắn bắn thấy ghét lắm rồi đó. Nướng luộc. Bắn hoài. Tay trâu hay gì á, nói không nghe. Còn thanh niên này nữa. Cầm diều tính với ai? Này thì tính với ai? Xử luôn. Nóng rồi. Cứ để mình nóng thôi. Mình thấy hiền hiền vậy thôi á, chứ nóng giận lên là nguy hiểm lắm á. Bạn bị kinh rồi. Ủa đây là gấu à? Hello. Hello gấu. Ui gấu FA, leo leo gấu FA. Ở trên cái ngọn núi này mình thấy có một cái đàn dê của Minecraft thường kìa. Ồ, bình thường loài dê này sẽ sống ở vùng núi tuyết đó. Nhưng mà bây giờ thì có thể gặp trên núi đá đâu các thứ. Được phép đấy. Và dê có vẻ khá là dạn luôn. À không, không dạn lắm đâu, gặp mình vẫn chạy bình thường nha. Mình thân thiện gì mà ai cũng xa lánh hết ta. Kỳ á. Thời buổi khó khăn chắc phải đi kiếm thêm kim cương. What? Dùm bài cầm kiếm kim cương nó còn vip hơn mình nữa. Đưa cái kiếm kim cương đây. Đưa cái kiếm. Ai, nó không đưa rồi.
Khánh Thần à, giờ mình còn thua một con zombie nữa. Nó còn có kiếm kim cương xài, mình thì chỉ xài được kiếm bạch kim thôi. Phèn chua luôn á. Phèn dễ sợ. Ơ, ở đây có anh Goblin. Goblin này đổi gì đây? Đổi sắt. Có đổi gì nữa không? Đổi sẻn. Ờ, đi vô khác chỗ người ta đang mua đồ cũng được. Đổi sắt với anh này thì mình sẽ đỡ phải nung hơn á. Thôi được rồi, mình không thể để thua một cái con zombie được. Nó còn có kiếm kim cương xài, mình chẳng lẽ mình lại phèn như vậy sao? Đi tìm kim cương rồi làm một cái kiếm xịn xài luôn nè. Không thể chấp nhận như vậy được. Ủa? Ê, thôi xong rồi, nó đẻ ra quái vật rồi. Ôi, đó là một spawner của quái vật. Nhưng mà may quá. Chỉ trong một cái đòn phun lửa của mình thôi, mình đã đánh bại toàn bộ số quái vật xuất hiện rồi. Bây giờ bà phù thủy này đâu ấy? Ui, hú hồn chim én thật. Đây rồi. Ở đây là cái rương gì vậy? Ok, có thêm ít bạc cũng tốt. Còn cái lồng spawner đó thì thôi, tốt nhất đừng có lại gần, kẻo nó lại ú à mình giống như hồi nãy nữa. À đây rồi, kim cương đây rồi. Con zombie kia ta hết phèn rồi nha. Ta sắp có kiếm kim cương xài giống ngươi rồi. Nhưng mà để mình lấy cây cúp gia tài ra mình đào. Dù sao thì mới nâng cấp được cây cúp gia tài cấp độ 2 á. Ủa sao xui vậy? Oh what? Cúp gia tài gì xui vậy? À đây rồi. Phải hên như vậy chứ. Và mình sẽ có tổng cộng là 10 viên kim cương. Nữa. Thời mình tới rồi. Ui. What the heck? Hai chỗ kim cương một lượt. Và để xem coi mình sẽ được bao nhiêu viên nha. Xem nào. Lần này vẫn là 10 viên. Wow. Ở đây. Lần này thì chỉ có 6 viên thôi. Coi còn nữa không? À hình như hết rồi. Dưới này có không? Dưới nhung nham luôn nè. Để mình bật kỹ năng tầm nhìn nhung nham của mình lên cái đã. Coi coi. Nhiều khi dưới nhung nham cũng dễ gặp kim cương lắm á. Ê, lại gặp cái lồng spawner của mấy cái tụi quái vật à. Tiếp tục là kim cương. Đúng kiểu thời mình tới luôn á. Để xem chỗ kim cương này sẽ cho mình bao nhiêu viên. À, cho mình 7 viên. Ok, cũng khá là tuyệt vời rồi. Một chuyến đi có thể nói là khá là bội thu đối với mình rồi đó. Nhưng mà tranh thủ lúc mình còn đang hên nè, mình sẽ cố gắng đi lượn thật là nhiều ở những cái hang khác nhau. Biết đâu sự may mắn này sẽ giúp mình tìm thêm nhiều kim cương hơn nữa thì sao. Ủa, trước nhà mình có ăn trộm cái gì kìa. Ủa, phải ăn trộm không vậy? Sờ quy re, cận vệ hả? What the heck? Cận vệ gì đấy? Có vô trộm đồ mình không vậy? Nhìn mặt thanh niên này nghi lắm nha. Ủa đâu rồi? Nè, nhìn cái mặt thanh niên này lườm lườm nhìn giống ăn trộm lắm. Chắc ăn trộm rồi. Ăn trộm xuống dưới đi. Đợi mình kiểm tra lại, ví dụ có mất đồ gì ra là mình thấy xử liền. Không có chạy được đâu. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đón nhận tin vui. Đó chính là mình đã chính thức có được cừu cũng như là bò rồi. Cùng ngày luôn nha. Sau bao ngày tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được rồi. Sắp tới thì mình sẽ làm một cái trang trại để mình có thể nhân giống cừu và bò lên. Như vậy thì mình sẽ đảm bảo là lúc nào cũng có thịt khét mà ăn á, chứ không phải cực khổ đi nấu khoai tây khét ăn như những ngày hôm nay nữa. Và mình cũng sẽ tranh thủ trang trí cũng như là nâng cấp cái hang động rồng của mình lên, nhất là cái phần cửa, để khắc phục cái tình trạng nó đang bị lệch một bên như vậy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình rồng sinh tồn của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.